Xin mời đại biểu Hoàng Đức Thắng đặt câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng chuẩn bị. Kính thưa Chủ tịch, các phó chủ tịch điều hành phiên họp, kính thưa Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, sáng nay báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội có nêu công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp được tăng cường, đội ngũ giám định viên được rà soát kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vậy với chất lượng đội ngũ giám định viên như thế, đã đủ sức giúp viện trưởng trong việc giám định đánh giá giá trị lô gỗ vật chứng trong vụ gỗ trắc tại Quảng Trị để làm căn cứ giải quyết vụ án vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong việc bán vật chứng đang trong quá trình điều tra mà viện trưởng đã có báo cáo với Quốc hội từ hơn một năm về trước hay chưa? Và khi nào thì vụ án này được giải quyết để đảm bảo pháp luật được thực thi? Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại là vụ việc này đã xảy ra gần 13 năm và đã được khởi tố hơn 5 năm. Thưa viện trưởng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Sau đây xin mời Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả lời câu hỏi của đại biểu Hoàng Đức Thắng, thời gian trong 3 phút. Mà nếu mà chưa cụ thể, đủ cụ thể thì sẽ trả lời thêm bằng văn bản. Xin mời Viện trưởng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chủ trì phiên họp, thưa các đại biểu Quốc hội. Trước hết thì tôi phải nói là một lần nữa là rất là trân trọng và chia sẻ cái sự quan tâm, bức xúc của đại biểu Hoàng Đức Thắng về vấn đề này. Và tôi cũng có dịp để báo cáo một lần nữa để cho đại biểu cũng như là các đồng chí có cái thông tin thêm về liên quan đến cái việc này. Đại biểu có nói là theo cái báo cáo của chính phủ, công tác giám định tư pháp đã được tăng cường, thì viện trưởng có đủ, đã giúp viện trưởng giám định được lô gỗ cái vụ án quản trị chưa? Thì xin báo với đại biểu thế này, vụ án này nó vướng cái quy định của pháp luật về trách nhiệm, về phân công giám định, chứ không phải là cái chuyện là tăng cường là để đủ cái điều kiện để mà giám định lô gỗ này. Thì thứ nhất là tôi nói như thế này, do các cơ quan có thẩm quyền định giá đều có văn bản xác định là không thể định giá được lô gỗ vật chứng trong vụ án buôn lậu, vì vật chứng này không còn nên không có cơ sở để xác định cái hậu quả thiệt hại giữa cái khoản chênh lệch giữa cái giá trị thường của lô gỗ tại thời điểm bán với cái giá trị mà cơ quan cảnh sát điều tra công an đã bán trước đây. Thì xin thưa đó là xác định lại là cơ quan điều tra viện sát tố cao đã xác định cái giai đoạn trước đây là có hành vi vi phạm pháp luật, là cái gì, hành vi mà bán vật chứng đó. Thứ hai là đã có hậu quả, nhưng cái hậu quả này nó cần phải được xác định cụ thể, bởi vì không có cụ thể thì sẽ không định được khoảng cái khung phạm tội để mà có thể truy tố xét xử. Mà nếu bây giờ chúng ta không có căn cứ này, chúng ta không làm được. Thì cũng báo với đại biểu là gì, tuy nhiên là chúng tôi cũng rất là trăn trở và có cho nghiên cứu đó. Thì hai được biết là theo quy định tại điều 1 của Nghị định 97/2019 của Chính phủ ngày 23 tháng 12/2019 của Chính phủ có quy định cái khoản 4 là hội đồng định giá theo vụ việc cấp do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực đối với tài sản cần định giá theo quy định của pháp luật quyết định thành lập để thực hiện định giá trong các trường hợp sau: A, B. Thì cái B đó là nói thế này, thực hiện định giá lần đầu đối với tài sản thuộc các vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp liên quan đến nhiều cấp và được dư luận xã hội quan tâm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Vì vậy muốn mà phục hồi, cần để phục hồi điều tra vụ án này đó, thì yêu cầu định giá lần đầu ở cấp trung ương. Thì bây giờ đặt ra vấn đề là tôi báo cáo với ban thường vụ hội xem có ý kiến để mà với chính phủ là chỉ đạo cái bộ chuyên ngành định giá lần đầu theo như cái khoản B của cái điều 1 nghị định 97. Thì nếu mà có kết quả này thì sẽ có căn cứ để xem xét có còn thời hiệu để truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Còn nếu mà không có thì cũng xin nói với đại biểu thế này, trước đã sai rồi, bây giờ thì chúng ta phải cẩn trọng và có căn cứ đúng quy định pháp luật thì mới làm, chứ chúng ta không thể làm mà sau đó không truy tố, không xét xử được thì là không làm được. Xin hết. Kính thưa đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, tôi rất là cảm kích bởi vì đồng chí cũng có nói là đại biểu rất là kiên trì về cái vụ việc này, và tôi cũng rất lấy làm vui là chánh án cũng rất kiên trì.
để trả lời những vấn đề mà đại biểu đã nêu. Tuy nhiên ở đây tôi xin nói nêu hai việc thôi. Việc thứ nhất là viện trưởng cho rằng là hiện nay là vì do mình chưa có cơ sở trong việc đánh giá, định giá cái logo đã bị bán đi rồi, vật chứng bán rồi cho nên có cơ sở định giá, cho nên không có cái căn cứ để mà khởi tố và xử lý vụ án được. Điều đó là nó cũng có cái điểm đúng. Nhưng mà câu hỏi đặt ra chỗ này, tại sao cũng là một logo như thế mà các cơ quan tố tụng, trong đó có Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là căn cứ vào một cái kết quả giám định do một cái tổ chức giám định đưa ra để giải quyết, truy tố, xét xử các bị cáo, và vụ án hình sự này đã được giải quyết. Thì bây giờ là logo đó thì lại bảo rằng là không có căn cứ để mà định giá. Thế thì cái bản giám định trước đây để mà xử lý vụ án hình sự, liệu có nó có đảm bảo pháp luật hay không? Vấn đề thứ hai á, là tôi cũng biết rằng là việc giám định này bây giờ không còn vật chứng nữa thì rất khó khăn, nhưng không có nghĩa là mình không làm. Cho nên bằng cách nào đó tôi rất mong muốn là viện trưởng với cái trọng trách của mình hiện nay cũng rất là cao rồi, cho nên là viện trưởng cũng nên có sự chỉ đạo và vào cuộc để mình giải quyết dứt điểm cái vụ việc này, để đem lại cái niềm tin cho người dân. Người ta bảo là người dân có vi phạm thì là mình xử lý, nhưng các cơ quan tổ tùng mình vi phạm thì lại không được xử lý, thì có phải là có cái vùng cấm hay không? Thì đây là cái câu chuyện mà người dân rất là băn khoăn. Thì tôi muốn chuyển cái thông điệp này đến với viện trưởng và các cơ quan có liên quan, và tôi mong rằng cái vụ việc này cũng sớm được kết thúc trong một cái sự thượng tôn pháp luật và công bằng giữa các cơ quan tổ tùng và người dân. Xin hết. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo chủ trì phiên họp, thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội, trước hết tôi xin trả lời cái tranh luận của đại biểu Hoàng Đức Thắng Quảng Trị. Đại biểu có nêu hai nội dung của vụ án, tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là trước đây Trương Quy Liệu về hành vi buôn lậu thì vật chứng đang còn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng thời điểm 2013 đã định logo giá 63 tỷ tròn. Các cơ quan tiến hành tố tụng sử dụng kết quả định giá này để giải quyết vụ án và bản án đã có hiệu lực. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bán toàn bộ logo là vật chứng của vụ án năm 2014, thì theo công ty Ngọc Hưng, trị giá logo lớn hơn nhiều so với số tiền bán vật chứng. Đến năm 2019, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao đã khởi tố vụ án ra quyết định trái pháp luật liên quan đến hành vi bán vật chứng này. Tại thời điểm này, để xác định chính xác hậu quả của vụ án, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao phải yêu cầu định giá logo vật chứng này. Trường hợp này hành vi vi phạm pháp luật của hai vụ án khác nhau ở hai thời điểm khác nhau nên không có căn cứ để lấy kết quả giám định trường hợp này áp dụng cho trường hợp kia được. Tình huống thực tế này pháp luật chưa bao quát, chưa tiên liệu hết và chưa có quy định nên không thể thực hiện được. Thời gian qua, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao đã trưng cầu định giá với Hội đồng định giá tài sản của tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị, nhưng các cơ quan này đều trả lời không còn logo trên thực tế nên không định giá được. Đã trưng cầu định giá với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhưng các cơ quan này cũng trả lời không đúng thẩm quyền, chưa đầy đủ căn cứ cơ sở pháp lý. Thứ hai là tôi xác định Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan yêu cầu định giá và yêu sử dụng kết quả định giá, không phải là cơ quan chỉ đạo công tác định giá. Do vậy, Viện Kiểm sát tối cao sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và nghiên cứu khả năng kiến nghị chính phủ xem xét chỉ định bộ chuyên ngành tiến hành định giá theo quy định tại điểm 4 điều 6 Nghị định 30 ngày 3 tháng 7 2018 và điểm A khoảng 1 điều 1 Nghị định 97 ngày 23 tháng 12 2019 của chính phủ để định giá giá trị logo này. Nếu kiến nghị được chấp thuận và thực hiện thì cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao sẽ có cơ sở để xem xét việc phục hồi điều tra vụ án theo quy định. Tôi xin trả lời ý kiến của đại biểu Phạm Nhân Hòa, Đồng Tháp. Về nguyên nhân tỷ lệ chỉ tiêu kháng nghị phúc thẩm án hành chính được hội đồng xét xử chấp nhận chưa đạt. Một là án hành chính là loại án khó, tính chất phức tạp do liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc giải quyết phải áp dụng nhiều văn bản pháp luật khác nhau của nhiều thời kỳ và thường xuyên thay đổi nên dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật để giải quyết. Thứ
Thứ hai là trong thực tế, tỷ lệ án hành chính có liên quan đến đất đai chiếm từ 70-80%, mà chúng ta đã biết đất đai là lĩnh vực phức tạp nhất, khó giải quyết nhất. Ba là đối tượng giải quyết của án hành chính là quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan nhà nước. Người có chức vụ trong cơ quan nhà nước, chủ thể bị kiện là cơ quan nhà nước, người có chức vụ trong cơ quan nhà nước mà thực tế là ủy ban dân các cấp, là chủ tịch ủy ban dân các cấp. Trong thực tế, nhiều trường hợp không tham gia đầy đủ các phiên đấu thoại, không giữ phiên tòa, không cung cấp đầy đủ tài liệu cho cơ quan tiến hành tố tụng. Nhưng hiện nay luật tố tụng hành chính chưa có quy định chế tài gì và viện kiểm sát không có quyền, ngoài quyền kiến nghị, đề nghị mà không nghe, không làm cũng không có chế tài gì trong lúc mà quy định hiện nay của tố tụng hình sự như thế. Do đó, một giải pháp căn cơ là phải bổ sung, điều chỉnh luật tố tụng hành chính đủ mạnh và khả thi hơn trong thực hiện. Đi đâu với đó là luật đất đai sửa đổi sắp tới phải khả thi và đi vào cuộc sống. Từ những nguyên nhân khó khăn giải pháp nêu trên, khi xem xét đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật có những trường hợp tòa viện khác nhau cũng là bình thường. Vì ngay trong đánh giá một tình huống pháp luật ở hội đồng thẩm phán cũng như ủy ban kiểm sát cũng có lúc có ý kiến khác nhau. Viện kiểm sát thì có quyền kháng nghị, còn tòa có quyền phán quyết, nên có lúc tỷ lệ kháng nghị cao thấp đôi khi là do tòa quyết định. Nguyên nhân tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm tái thẩm án hình sự được hội đồng xét xử chấp nhận chưa đạt. Nguyên nhân là một là phạm vi pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự rộng qua nhiều thời kỳ, trong khi nhiều quy định pháp luật chậm được hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa phù hợp thực tế, dẫn đến việc nhận thức pháp luật, đánh giá và sử dụng tài liệu chứng cứ giữa tòa và viện trong một số vụ việc còn khác nhau, nên quan điểm giải quyết vụ việc khác nhau. Hai là tính chất phức tạp của các vụ việc ở giai đoạn giám đốc thẩm, số lượng vụ việc dân sự kinh doanh thương mại có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm tái thẩm vẫn không ngừng tăng. Do nhiều người tham gia tố tụng qua nhiều lần, nhiều cấp xét xử lại, áp dụng pháp luật ở nhiều thời kỳ giai đoạn khác nhau, dẫn đến khó khăn trong việc xác định đúng bản chất vụ việc và thực hiện thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm tái thẩm. Ba là một số vụ việc viện kiểm sát phải tiến hành xác minh thu thập chứng cứ để xem xét kháng nghị, do chưa có hướng dẫn quy định cụ thể về các hình thức và mức chế tài về việc không cung cấp hoặc chậm cung cấp chứng cứ theo yêu cầu. Cá biệt còn có tình trạng không phản hồi yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ, do đó việc giải quyết bị kéo dài ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền kháng nghị của viện kiểm sát. Bốn là có một số kháng nghị của viện kiểm sát chất lượng chưa đạt yêu cầu, căn cứ kháng nghị chưa thuyết phục, dẫn đến tòa án không chấp nhận kháng nghị. Về giải pháp, tôi xin phép nửa phút ạ. Viện trưởng đã chỉ đạo xác định dân sự hành chính là khâu công tác đột phá trọng tâm của ngành từ năm 2022, 23, 24 và những năm tiếp theo. Xác định trách nhiệm người đứng đầu các cấp kiểm sát trong chỉ đạo khâu công tác này, không giao cho cấp phó, tập trung công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo tăng cường kiến nghị để phòng ngừa vi phạm pháp luật và yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng kháng nghị, đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật và đủ sức thuyết phục. Thực tế kết quả thực hiện hai chỉ tiêu này trong năm 2024 có nhiều tiến bộ so với năm 2023. Nhân dịp này cũng xin kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cái việc tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết 96 để có căn cứ nghiên cứu sửa đổi nghị quyết 96 cho phù hợp với tình hình và điều kiện công tác thực tiễn của ngành kiểm sát. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đây xin kính mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp trả lời hai câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Hòa và đại biểu Trần Đình Giang.